Hey. Hi, hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với channel của Chí Z. I am the Ghost Walker. Không biết phải đánh gì. Bỏ cái bạn này đi. Quyển trượng Reha mình thích đánh cung phết anh em ơi, đánh cung đánh thú. Chẳng nhẽ chốt bài luôn. Ai à. Đi gớm vậy. Mình chỉ chắc đã thắng đâu anh em ơi. Cho cái này thôi. Cho rat cũng được nhá, cho rat đi. Vì con rat nó đầu game nó bị đấm mất nhiều máu hơn anh em ơi. Nhìn nó sẽ cần hồi máu lại luôn. Rồi, rat đấm solo này đi. Cái khá ổn này. Vạn sự khởi đầu nan. Quyền trượng Reha. Rất nhiều bài đánh á. Không ít bài đâu. Cung này. Rất nhiều sự lựa chọn. Cần mình bán VO đi nhé. Chắc giữ lại con VO cũng bình thường, giữ Daxi thì ngon hơn. Cần mình bán Daxi. Đây rồi, gặp đối thủ chuyển kiếp của mình rồi. Trong mạng này trông đáng sợ nhất này. Nhưng mà con mình rat 2 mình sẽ cân được con floor kia. Rat 2 đấm hồi máu với là đấm trước. Lau này, lấy lau đi cho nó uy tín nhá. Giữ chắc cái chuỗi thắng em ơi. Thua thì máy thấy không gặp bạn đấy anh em ơi. Bạn đấy chắc nó thoát cả team rồi. Cái này bị xiên này, đen. Hơi đen. Chắc để floor xiên này chả đen. Đau với bạn này đi. Dọn đánh Vera thế. Vera hot pick à? Mọi người có tướng gì mà đánh Vera? Quy hồn này, tươi thế nhỉ? Hát ghê. Trận này cơ bản nó vẫn chưa có gì lắm. Đánh cung đi. Không có đồ thủ nào này. Nó có sớm nhỉ? Monoman à? À, đây có No Man này. Chắc cần thì bán Daxi đi. Cung Nakot ra khá sớm này, biết đâu ra Ngọc Đại các thứ nhỉ. Giữ lại Nakot nhé. Suy nghĩ sau nhé. Broker này thì tính sau được. Cơ mình kiếm được sau.
xiên, không xiên được. Phi hồn này, tụ len ulti này, lau ulti phát nữa. Ám được ấy. Nhưng mà cần ngọc đại, cần một tính ngọc đại. Ok, tạm thời là vậy đã. Tạm thời là như vậy đã. Thôi nhá. Thôi luôn. Nhìn thấy 2 AT này mà đây. Cần bán quý len đi. À hút hay thế. Đã, thế phải đến phun đổ mana đoạn sau anh em ơi. Phun đổ mana mà chơi được. Bức săn quỷ cần không? Cái cảm giác này vẫn chưa yên tâm lắm rồi. Cái góc này lọc thuộc khá đẹp này. Thổi dưỡng đẹp nhỉ? Thổi giữa đi. Thêm con này không? Thằng quỷ nhót đi. Cái trận này mình đánh chuỗi thắng mà sao lại có đồ tươi nhỉ? Đồ tươi như hải sản tươi sống vậy. Chuỗi thắng đi. Bán được hết để lên không? Hôm nay cần bán PO nhé. Bà ha tê sấy điên rồ quá. Ha tê điên rồ quá, ha tê nó sấy không flo mình không kịp xiên nó. Đập đại các thứ. Sấy không trượt phát nào. Ê trời ơi. Không sao. Hơi tiếc. Ồ nó có rồi, không cần ma lốc nữa. Thêm được. Nhưng mà có sách thấy mình ném cho Nakot rồi mình cũng ném cho HT đâu. Đến giờ mà hôm nay không ra ngọc đại là bắt đầu đấm vào mồm mình đó. Nguy hiểm đó. Rèn luyện sự tự tin rồi anh em ơi. Đội hình rèn luyện sự tự tin cho mình rồi. Thương đáy à. I'm not going to hurt you much.
Ok, cần đủ mana nhé, cần một ít nhất một đồ mana nhé. Một đồ mana nào đó cũng rối loạn thần kinh phết đấy. Tao hại nhé. Thương bắt đầy bắt vào đây. Lúc này công ty hai phát kìa, điên phết kìa. Khá lo em, khả năng không đánh được voi rồi. Nó đánh voi rồi, nó đánh bán thần, nó lại có không có bán thần thì con rồng mình thổi đến sang năm mất anh em ơi. Nhiều vấn đề phết nhỉ. Này đi. Thương một cái thương đáy không? Một thương đáy. Ô thương bên này nữa. Đổi góc anh em. Má giờ này chơi cung là ngon rồi, sao chơi teo chơi thú thì là ngon rồi. Ra con nắc sớm thế nhở, là mình quyết định sẽ không ra một tí mana nào nhỉ? Nhót thôi. Bế do này. Con bé rồng phải lên 9 luôn nhỉ? Lên 9 luôn lấy thêm đánh thêm vậy. Chứ đánh này thì đánh bằng tướng ấy, không đánh bằng thương kiếm cũng được. Tạm này đã. Trồng 8 con, ui phải roll đó, ui ui. Trồng 8 con thì phải roll đó anh em. 8 con thì không chạy được đâu. Ilu đứng sự. Ây ôi, một con này. Ezith đánh trợ thủ thôi anh em ơi. Bỏ sư bán thần đi nhỉ. Sư bán thần đi nhỉ. Nhưng mà cần con Sephira. Thôi bỏ bán thần nhá. Không đỡ lắm nhỉ. Silo này. Này đây này. Này đâu. Rồng 6 nắc 6 tìm thêm tí. Ai không kịp.
thêm một chút nhé. Tại dòng 6 nắp 6 mà anh em, nó nhiều lắm. Iraq đi, hoặc là Nakot, Nakot đi. Dòng 6 nắp 6 tiếp. Kiếm thêm một chút đi. Còn thêm một con rồng nữa, hay thôi nhỉ? Đấy thôi, thôi, thế là một con đây. Lên. Hơi đi. Alice này bay à? Darcy bay đi. Thích Darcy bay hơn. May ra một ngọc đại của mình đấy, anh em. Không ra ngọc đại thế chắc mình cũng đang khóc lóc nơi chín suối này. Lóc nơi chín suối. CK không hợp đội hình lắm nhỉ. Hot đi. Hãy thương hai bên, không biết chạy bên nào nhé. Để này. Con cá bên này. Ồ, con cá ba đồ cơ, gớm vậy. Kinh nhỉ, bạn này trận này các bạn kiểu đánh đồng đều vãi, 1-7, 0-11, 15 kìa. Hai bạn này trông có vẻ hơi gớm. Cái gì đây? Cung thủ nhưng mà chưa đủ cung này. Đây hắc ám mà. Ám quái quỷ đây nhỉ. Đang chờ rôn hay làm gì không biết. Ma tộc. Ma tân ca một con phù thủy. Quy à. Phù thủy còn hơn em ơi. Thương lại bên này. Mình chơi bạn này nhá, kệ các bạn kia nhá. Liều nhá, liều ăn nhiều nhá. Thôi thôi đừng liều ăn nhiều, từ một chút nữa. Thì nữa mình liều ăn nhiều sau nhá. Tại muốn chơi bạn cung luôn để kiểu xử tử bạn cung luôn sớm sớm tí. Bạn cung bạn ấy cũng gớm. Bạn này chắc đi nhiều. Nhưng chuyện này ra tướng cho mình khỏe quá. Ra tướng cho mình khỏe, mình may của cuối ra ngọc đại. Ai, tiếc. Nguyên tố à, nguyên tố điên ấy. 3, ngoài 3. Mình có thể kích thêm pháp sư nhưng mà không cần thiết. Richter thì... gì? Phù thủy cũng ngon nhất. Sau sau mình lên này. Một thương bắt đáy đúng không? Một thương bắt đáy thôi. Một thương bắt đáy. Để ý giết các bạn là cung thủ nhá. Thổi có mấy thoải mình thổi mình pha chí mạng một tí cho người. Xử bạn ấy sớm sớm tí cho bạn ấy đỡ. Đỡ lộng hành nhá. Bạn ấy lộng hành điên rồ phết. Trợ thủ thì mình cũng counter bạn cung thủ rồi ấy. Trợ thủ tí này mình còn thên. Thên nó bổ cho 1 phát, 2 phát, 3 phát đi. Này mình lên luôn này, thêm 1 tặng con phù thủy. Rồng đang hơi rồng 1. Tốt rồi. Justice reigns supreme. Underworld's wrath cannot be
Thổi giữa đi. Pha thổi giữa đi. Xiên. Bùm. Sau này đánh điên thế. À, 61 máu bạn kia kìa, căng phết. Đây mình gặp bạn đánh như bò này rồi này, mình gặp bạn Sơn nè và Y Thạch à. Ok, Y Thạch Sơn nè, Y Thánh Sơn nè. Hai truy hồn hơi nhiều nhỉ. Chả đồ gì. Hơi thêm không, biết đâu, biết làm gì bây giờ. Thêm truy hồn không? Sephira. Cát dòng 2 khóa Sephira, à khóa âm phong cát nãy này, check thương này. Ô con gì bay, con này bay, con nào bay nhỉ? À, con Daxi bay, anh em quên đấy. Phải đánh hơi lỗi đấy nhá. Đánh giá hơi lỗi nhá. Lỗi nhẹ, Daxi bay quên mất. Mình cho con Sphera đứng lại. Cho Omen bay đi, Daxi đứng lại. Để mình đẩy góc đấy. Nhưng mà bây giờ mình lại gặp đạn đánh như bò này. Đánh như bò này cũng thua bọn kia, nhưng mà khả năng mình gặp bạn đẩy lại được. Nên là mình sẽ cẩn thận đánh bạn này nhá. Hãy cẩn thận cân bạn thổi giữa tiếp nhỉ. Trận này mình khá chill ấy, trận này mình đang khá là chill đấy. Boom. Chéo đây, tôi chéo đây đi. Cái gì không bay? Chéo đây đi, cắt đến đây, nền đây, nó mềm mềm đây, nền đây. Chéo bóc này nhá, bóc này bán thổi hai con kia đi. Con cắt ở dưới đáy đi. Kệ cho con kia đi, con cắt đang chưa có đồ gì ngon. Con cắt đổi sang bên này à? Con cắt đổi sang bên này cũng được thôi. Căng nhỉ, con cái voi ba này điên phết. Như bò này chắc sắp thua. Mình vừa gặp bạn Sơn này xong thì khả năng cao mình sẽ gặp bạn kia đúng không? Ok, gặp bạn đánh cái bò này thì mình sẽ gắng thổi mấy con Yon bạn này một tí, xong bạn vót cát kia mình xử sau nhé. Bạn định thổi con cát bạn này mà bạn này bỏ chạy con cát mình kia. Thêm đi rắc 2 thêm vào luôn được. Hai đồ cho thêm, ba đồ cho thêm. Ở góc này vẫn được này, chả vấn đề gì anh em ơi. Ở góc này tiếp đi, nó đi đến đây. Bế con Yon nhá. À Yon lại xuống đáy lại này. Hay phết nhỉ. Xuống đáy cũng chả làm gì đâu. Thì mình ở tầm quá khỏe. Hạ này khả năng bạn Sơn Thạch đi được không? Sơn Thịnh không đi. Bạn Sơn Nè không đi. Cái sửa này rồi. Con cắt bay đi nhé, thêm ở lại nhé. Cho thêm, nhé cho con dầu. Cái cả con Daxi sẽ... Đấy, có thương đúng không? Thì bạn Daxi mình sẽ phải ở lại. Để đẩy. Đẩy tóc lên ở lại con cát làm này đi. Thêm mình chưa bổ được.
từ lên con thêm 2 rồi bổ thôi. Xem này mình bạn này muốn con gì nữa. Bạn này cũng chả chờ con gì đâu. Bạn này cũng nguyên tố full hết này. Lại ngang ngang hàng mình thôi. Voi con cát đủ hết rồi. Này chắc thiếu con Lily. À, mình không cản bạn này lấy Lily được. Nguyên tố. Nguyên tố bạn đang trâu hơn sợ trợ thủ ấy. Bạn này cao tơ mình một chút. Nên là để xem nào nhá. Con cát này thì thêm cái tốc đánh cho con cát đi. Tăng sót tướng à. Hai rồng thôi, hai rồng quá. Tăng sót tướng mình sẽ thêm con Lily. Tạm thời sẽ thấy con Lily đâu. Đây. Thêm Lily thôi. Và cái bay bay này sẽ cho con Yasi bay. Con cát bạn này gặp đáy này đúng không? Đấy, đẩy góc này thôi. Góc cơ bản chiêu chiêu thôi. Bạn kia chạy nào kệ. Nacot 3 thì cũng không cần lắm. Còn các bạn ấy chạy góc kia này vẫn thổi được này. Các tình truy hồn này. Thêm này không chơi được này. Tình truy hồn nó mãi em chết. Rồi, mãi em chết anh em này. Ôi, được rồi, vậy thôi. Cũng căng thẳng, cũng căng thẳng đấy. Lên được hai con cát cũng thêm hai rồng mang cót. Chú trận này cũng cơ bản khá cơ bản, cũng hủy diệt hết nhỉ. Nhưng mà vậy thôi anh em ơi, đội hình này ok, em leo rank được cũng khá là bên mình đến đây kết thúc rồi. Anh em thích kênh truyền thì hãy cứ like subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Bye bye.